Xin cho các thiền tín được sự lễ, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong giáo quyến cả thảy. Sa thủ sa thủ lành thai, a ca sát tha chấp phum mát tha đê qua na ga mất thi ca bụt nhân lo anu mô đành tu chi rằng rắc khanh tu sa sa năng a ca sát tha chấp phum mát tha đê qua na ga mất thi ca bụt nhân lo anu mô đành tu chi rằng rắc khanh tu nô ga ru Akasattha cha phum mattha devanaga muttika bụn nhân nô anu mô đàn tu chi rằng rắc khanh tu nhà ta vô Akasattha cha phum mattha devanaga muttika bụn nhân nô anu mô đàn tu chi rằng rắc khanh tu ba ni nô Akasattha cha phum mattha devanaga Mattika bốn nhân nô anu mô đàn tu chi rằng rắc khanh tu nô sa đà. Chữ thiên ngữ trên hư không địa cầu thượng ngữ rõ thâm mọi điều. Long vương thần lực có nhiều đồng sinh quan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Viên thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng. Phước dài bền lâu chúng con vui thụ đạo màu tu hành tinh tận ngọ hậu vô sanh. Văn kinh chi cu sa la cam mạng cách tắc bằng ki ri văn ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa sê su ra tăng ca tăng dê sát ta san nhi nô ạch thi về cha sát ta sanh nhi nô ca tăng quỳnh nhã pha lăng mây hằng sắp bê phá ghi phá hoàn tu tê về tăng ca tăng suy đi tăng đinh năng quỳnh nhã pha lăng ma già về cha tát tha na cha nan ti đề hoa gan tòa ni huệ đa dùm sắp bê lô cầm hi về sắp ta chi quan ta ha ra hệ tu ca ma nôn nhân phụ cha năng sắp bề làm hành tu ma ma chề ta xa tí phước căn con đã tạo thành do thân cầu ý tu hành cho nên đều là phước báo vững bền có thể tích chúng độ lên thiên đàng cung trời đáo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an phước con hồi hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lạnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay có người làm phước được rồi lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng chúng sanh quan hỷ lạnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường sinh thâu phước bảo cũng dược hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng y đặng nô nhà tí nặng hồ tu su khi tạ hồn thu nhà tạ vô nguyện cho phước báo mà chúng con đã trong sạch lành đây đến với thân bằng quyến thuộc của chúng con cầu mong cho vị ấy có được sự an vui y đặng quá ta mê buồn nhân a sa quá kha già quá hằng hồ tu xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch đầm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ con là xong phần lễ bái tam bảo và thọ trì quý giới. Con kính cảm ơn ngài Trí Đức đã truyền tăng quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Con cũng cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng con lễ bái tam bảo và thọ trì quý giới. Và phước báo nào có được ngày hôm nay con cũng xin
chia phước đến đạo tràng pháp hội. Mong rằng quý vị quan hệ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con kính dâng mình trở lại cho Ngài Trí Đức để Ngài dạy bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Chư Thiền Kinh Lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng, trong những nước Nam mà chúng tôi không được rõ. Kính chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Kính chào chư Việt Nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 353. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo tất tình hát tây giá sáu quân đà mi quý thô ma hê si á ra hằng tất thài gá tô lô quý tâm mô thấp phá gá rũ hí chệt thất hồ lô cá sá sá thài chánh á đầm mắc phù quý đô quân đà ma hành tầng ná ra phù chánh này giác tầng như lai giác ngộ pháp màu ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng thoát ly phiền não trói chăng, tối thượng giáo chủ tuy năng vô lượng tuy đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng từ thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ giác ta sa sát tu nô lô ca nó mình tha sa vi na ca rô cô tóc và nhu bút thóc và thi phù thi sanh nhá tù quanh đà mất hành tầng đã ra phù. Cái này giác cần pháp bảo quy như ánh vàng như lai phơi sáng vẹt màng phù minh phá tan lầm lạc chúng sinh đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khổ quy số thù thú ca tá sá sa quá khổ thích tha thú tà mồ quá khá thầm bá xích khá khổ niệm đà bá xâm trà đi á nà đá rồ quá rồ hoành đà má hành tầng nó ra phù. Cái này giác tầng tăng bảo tinh văn Phật đà tâm học môn rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thế pháp phàm nhân ai bị. Con xin đảnh lễ tăng thi đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tình hát tây gia tê chê ná sách khà mê ê tu quá sa nàng tá sa vi a lúc phà quê ná sá hạ sa dê ná sách chạy tú cầu tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành. Mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quá cao. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay. Alo, quý vị nghe âm thanh rõ không? Có gì trục trặc, có gì trở ngại? Quý vị cho biết ha. Rồi, tàn thủ chư thiện vũ tâm hạnh chư thiện nhung chích hậu. Rồi bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay ha. Câu Phật ngôn 353. Sắp bà phi phù sắp bà quý đù hamas mi. Sắp bà phi phù sắp bà quý đù hamas mi. Sắp bà phi phù sắp ba quy đồ hamas mi. Như vậy đó là câu đầu tiên chúng ta thông qua ha. Bây giờ câu số 2. Sắp bề su tham bề su anu bát lít tổ. Sắp bề su tham bề su anu bát lít tổ. Sắp bề su thầm bề su anu ba lít tổ. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Sắp bà phi phù sắp ba quy đù hamas mi. Sắp bề su thầm bề su anu ba lít tổ.
sắp bà phi phù sắp ba uy đù tham as mi sắp bề su thầm mề su anu ba li tô sắp bề à sắp bà phi phù sắp ba uy đù tham as mi sắp bề su thầm mề su anu ba li tô. Rồi như vậy chúng ta đã ôn hai câu ha. Bây giờ câu số 3 và câu số 4. Sắp bành cha hồ tầng hắc khá dề quy mút tồ. Sắp bành cha hồ tầng hắc khá dề quy mút tồ. Sắp bành cha hồ tầng hắc khá dề quy mút tồ. Rồi bây giờ câu số 4. Sai dần ở phiền nhà giác cấm mút đi xây dần. Sai dần ở phiền nhà giác cấm mút đi xây dần. Sai dần ở phiền nhà giác cấm mút đi xây dần. Bây giờ chúng ta lại câu 3, câu 4. Sóc bành cha hồ tầng hắc hát về quý mút tổ sẽ dần áp phình nhà dắt cắm mút đi xây dần. Sắp bành chắc hồ tầm hấp hát về với mút tổ sẽ dần áp phình nhà dắt cắm mút đi xây dần. Sắp bành chắc hồ tầm hấp hát về với mút tổ sẽ dần áp phình nhà dắt cắm mút đi xây dần. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại nguyên bài này ha. Sắp bà phi phụ sắp bà huy đù hamas mi sắp bề xuất thầm mê xuất án lù bà lít tổ sắp bành cha hồ tầng hắc khá dề quý mút tổ sẽ dần á phiền nhà nhắc cá mút đi xây dần. Sắp bà phi phụ sắp bà huy đù hamas mi sắp bề su thầm bề su anu palit tổ sắp bành cha hồ tầng hắc thái về quy mút tổ sẽ dần á phiền nhà giác cấm mút đi xây dần. Đó là cái đọc thứ nhất. Cái đọc thứ hai. Sắp bà phi phù sắp ba quy đủ hamas mi sắp bề su thầm bề su anu palit tổ sắp bành cha hồ tầng hấp khá về quy mút tổ sẽ dần á phiền nhà giác cấm mút đi xây dần. Sắp bà phi phù sắp ba quy đù hamas mi sắp về su thầm về su anu pa lít tổ. Sắp bành cha hồ tầng hấp khá về quy mút tổ sẽ dần á phiền nhà giác cấm mút đi xây dần. Như vậy trong cái giọng kinh ha, trường âm và đoạn âm thì chúng ta phân biệt và có hai cách đọc. Cách đọc thứ nhất là chúng ta đọc luôn cả bốn câu. Cách đọc thứ hai thì chúng ta dừng lại cuối câu số 2, bởi vì cuối câu số 2 nó là một trường âm. Thì cái cách đọc thứ hai này nó dễ hơn ha, dễ đọc hơn. Như vậy thì quý vị có thể đọc một trong hai giọng đó về trường âm và đoạn âm theo giọng kinh. Còn nếu về giọng kệ thì chúng ta cũng cố gắng, dù là trường âm hay đoạn âm, chúng ta cũng nên cố gắng đọc một lần hai câu ha, đừng có đọc từng câu một, bởi vì hai câu nó sẽ nương nhau, ý nghĩa nó sẽ hơn. Còn nếu mà chúng ta đọc từng câu một á, thì chúng ta nghe nó rời rạc, nghe nó rời rạc. Và câu Phật ngôn này thì quý vị thấy chúng ta đọc theo cái âm giọng 4-4-3, nhớ ha, 4-4-3. Nó sẽ thành ra một cái bài kệ. Chúng ta sẽ đọc cho. Sắp ba phi phu tâm ba vi đu ha ma s mi tâm bê su thâm mê su an u ba linh tô.
Sambanjaho tăng hắc kha ye vi môn tu sa yang a phin nha yau cam mu đi xây dần sam ba phi phu sam ba vi du hamasmi sam be su tham me su anu ba linh to sam ban gia hô tam hắc kha ye vi môn tu sa yang a phi nha ya cam mu đi xây dần Samba phi phu, Samba vi du, Hamas mi, Sambe su tham, Me su anu, Ba linh to. Samban cha ho, Tăng hắc kha ye, Vi môn to, Sa yang a phi, Nha ya ca môn, Đi say yang. Rồi, bây giờ xin mời quý vị ai là người đưa tay trước để đọc cái giá căn đảm. Ồ, hôm nay xích mấy ta ha, xà thủ, xà thủ. Dạ. Trước hết còn kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng, còn kính đảnh lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng, và dạ, con cũng xin trả bài câu pháp cú 353. Sắp bà phi phù sắp bá quy đồ ha mát mi sắp bề su thầm mề su anu ba lít tổ sắp bành cha hồ tăng hắc kha dề quy mút tổ sa dằng a phình nhà gia ca mút đi xây dằng. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Sắp bà phi phù, sắp bá quy đồ ha mát mi. Sắp trường âm nhấn, ba trường âm thông thường. Phí, đoạn âm, phu, trường âm thông thường. Sắp trường âm nhấn, bá, quý là hai đoạn âm. Đu, trường âm thông thường, há, đoạn âm, mát, trường âm nhấn, mí, đoạn âm. Sắp, trường âm nhấn, b, trường âm thông thường, xú, đoạn âm. Thâm, trường âm nhấn, mê, trường âm thông thường, xú, đoạn âm. Á, đoạn âm, nu, trường âm thông thường, bá, đoạn âm, lít, trường âm nhấn và tô trường âm thông thường. Sắp bà phí phù sắp bá quy đồ ha mát mí sắp bề số thầm mề số an nụ ba lít tô và câu 3 và câu 4. Sắp banh là hai trường âm nhấn, chá đoạn âm, hô trường âm thông thường, tăng hắc hai trường âm nhấn, khá đoạn âm, dê trường âm thông thường, quý đoạn âm, mút trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, xá đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, phinh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, giá đoạn âm, cá đoạn âm, mút trường âm nhấn, đí đoạn âm, say trường âm nhấn và văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại hết bài. Sắp bà phi phù sắp bá quy đồ ha mát mi sắp bề su thầm mề su a nù ba lít tô sắp bành cha hồ tăng hắc kha dề quy mút tô sa dằng a phình nhà gia ca mút đi xây dằng. Sắp bà phi phù sắp bá quy đồ ha mát mi sắp bề su thầm mề su a nù ba lít tô sắp bành cha hồ tăng hắc kha dề quy mút tô sa dằng a phình nhà gia ca mút đi xây dằng. Dạ, con cũng xin kệ.
sập bá phi phu sập bá quy đô ha mạt mi sập bê su thâm mê sô a nô ba lít tô sập bảnh cha hô tăng hạt kha dê quy một tô xa văn a phinh nha và cả một đi xây văn. Dạ con có chỗ nào sai thì xin ngài sửa cho con ạ. Dạ con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin phân tích cách đọc câu pháp cú 353, câu 1, câu 2. Sắp ba phi phù sắp ba vi đù ha mát mi sắp bê su thăm mê su a nu phá lít tô. Sắp là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, phí là đoạn âm, phu là trường âm thông thường, sắp là trường âm nhấn, bá ví là hai đoạn âm, đu là trường âm thông thường, há là bản âm, mát là trường âm nhấn, mí là bản âm, sát là trường âm nhấn, b là trường âm thông thường, xú là bản âm, thăm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, xú á là hai đoạn âm, nu là trường âm thông thường, á là bản âm, lít là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Sắp ba phi phù sắp ba vi đù ha mát mi sắp bê su khăm mê su a nu phá lít tô. Câu 3, câu 4. Sắp bành cha hồ tành hắc kha dê vi mút tô sa dăng a phình nhà giá ca mút đi xây dăng. Sắp bành là hai trường âm nhấn. Chá là đoạn âm, hô là trường âm thông thường, tanh hắc là hai trường âm nhấn, há là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, ví là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, giang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, há là đoạn âm, kinh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, giá, cá là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, xây là trường âm nhấn, giang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Sắp bành cha hồ tành khắc kha dê vi mút tổ xa giang á phình nhà giá cam mút đi xây giang. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 353. Sắp ba phi phù sắp ba vi đù ha mát ni sắp bê su thầm mê su a nu pa lít tô. Sắp bành cha hồ tành hắc kha dê vi mút tô sa dăng a phình nhà ra ca mút đi xây dăng. Dạ con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ alo. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng, con xin đọc bài ạ. Sắp ba phi phù sắp ba quy đồ ha ma ni sắp bê su thầm mê su a nu ba lít tô sắp bành cha hồ tàn hắc kha dê quy mút tô sa dăng a phin nha giác ca mút đi xây giang. Sắp ba phi phù sắp ba quy đồ ha mát mi sắp bê su thầm mê su a nu ba lít tô sắp bành cha hồ tàn hắc kha dê quy mút tô sa giang a phin nhà giác ca mút đi xây giang. Dạ con xin phân tích ạ. Sắp là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, phí là đoạn âm, phu là trường âm thông thường, sắp là trường âm nhấn, bá quý là hai đoạn âm, đu là trường âm thông thường, há là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, mí là đoạn âm,
sắp là trường âm nhấn, b là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, thăm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, xú á là hai đoạn âm, nu là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, lít là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Dạ, câu 4. Sắp là sắp banh là hai trường âm nhấn, chá là đoạn âm, hô là trường âm thông thường, tan hắc là hai trường âm nhấn, khá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, giăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, phinh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, giá cá là hai đoạn âm, mút là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, xây là trường âm nhấn, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại ạ. Sắp ba phi phù sắp ba quy đồ ha ma mi sắp bê su thầm mê su a nu ba li tô sắp bành cha hồ tàn hắc kha dê quy mút tô sa giang a phin nhà giá ca mút đi xây giang. Sắp ba phi phù sắp ba quy đồ ha ma mi sắp bê su thầm mê su a nu ba li tô sắp bành cha hồ tàn hắc kha dê quy mút tô sa giang a phin nhà giá ca mút đi xây giang. Sắp ba phi phu sắp ba quy đu ha ma hát mi sắp bê su thăm mê su a nu ba li tô sắp bánh cha hô tàn hắc kha dê quy mu hu tô sa giang a phin nhà giá ca mu đi xây giang. Sắp ba phi phu sắp ba quy đu ha ma hát mi sắp bê su thăm mê su a nu ba li tô sắp bánh cha hô tàn hắc kha dê huy mu tô sa giang a phin nhà giá ca mu đi xây giang. Dạ, con đã trả bài xong. Dạ, con có sai con kính nhờ sư và đạo tràng sửa giúp. Dạ, con kính cảm ơn sư. Dạ, xin mời niệm từ. Kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sanh Kha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng và trong Đạo Tràng. Con lễ với bà quý khu tôn nữ và cũng chào Đạo Tràng. Dạ, cảm ơn Sít Bê Ta, cảm ơn Chương Vũ và cảm ơn Sít Kim Nhung, cảm ơn Sít Nhật Quỳnh đã cho biết âm thanh rõ. Dạ, con xin phân tích và đọc trả bài câu Pháp Cú 353. Dạ, cảm ơn Sít Nhật Quỳnh. À, câu 353, câu số 1 và câu số 2. Sắp ba phi phù, sắp ba quy đù hamas mi. Sắp ba phi phù, sắp ba quy đù hamas mi. Sắp bề su thầm mề, sa an su anu ba lít tô. Và câu số 1, sắp là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, phí là đoạn âm, phíp là trường âm nhấn, hu là trường âm thông thường. Dạ, con xin phân tích lại câu số 1. Sắp là trường âm nhấn, ba là trường âm thường, phíp là trường âm nhấn, hu là trường âm thông thường. Sắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, quý là đoạn âm, đu là trường âm thông thường, há là đoạn âm, mas là trường âm nhấn, mí là đoạn âm. Và câu số 2, sắp là trường âm nhấn, b là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, thăm là trường âm nhấn, b là trường âm thông thường, xú á là hai đoạn âm, nu là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, lít là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Là con phân tích câu số 3 và câu số 4.
sắp tành cha hồ tành hắc kha dê vi mút tô sa dần áp phin nhà gia ca mút đi xây dần. Dạ, câu số 3, sắp là trường âm nhấn, pan là trường âm nhấn, trá là đoạn âm, hô là trường âm thông thường, tanh hắc là hai trường âm nhấn, khá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Dạ, câu số 4, xá là đoạn âm, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á là đoạn âm, phin là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, cá là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, xây là trường âm nhấn, dân là trường âm đọc theo giọng âm. Và con xin đọc lại bốn câu, câu pháp cú 353. Sapa phipu sapa widu hamasmi sape su thamme su anu palito sapanchaho tan hakkaye vimutto sayang avinya yakamutti sayang sapa phipu sapa widu hamasmi sape su thamme su anu palito sapan chan ho tan hak kha ye vi mut to sa yang ap phin nha ya ka mut ti say yang. Dạ, con xin kể câu pháp cú 353. Samba vidu samba vidu hamasmi sambe su tham me su anu balinto samban cha ho tan hang kha ye vi mun to sayang afin nya ya ka mun di sayang samba bi samba fi sabba fi tu hu ya ba phi phu sam ba vi du ha ma ni sam be su tham me su anu ba lin to sam ban cha ho tan hang kha ye vi mun to sa yang a pin nya ya ka mun di say yang. Con đã trả bài xong. Con có phân tích sai, con có đọc sai, con mong ngài sửa lại giùm con ạ. Con kính cảm ơn đạo tràng nhiều. Bây giờ xin trao mic lại cho đạo tràng. Và thấy Su Khá và Đú Khá mới vào room thì niệm từ cũng kính mời Su Khá và Đú Khá lên trả bài và kính mời đạo tràng ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Mến chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin trả bài của pháp cú 353. Sáp bà phí phù sáp bá quý đù ha má sní sáp bề su thầm nề su á nù pa lý tồ sáp bành cha hộ tặng hát khá dề quý mút tồ sa dặn á phiền nhà giá cá mút đi xây dặn. Sáp bà phi phù sáp bá quy đù ha ma sni sáp đề su thầm nề su a nù pa li tô sáp bầm cha hồ tằng hắc kha dề quy mút tô sa dằng a phiền nhà gia ca mút đi xây dằng. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Sáp bà phi phù sáp bá quy đù ha ma sni sáp đề su thầm nề su a nù pa li tô. Sáp là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, phí là đoạn âm, phu là trường âm thông thường, sáp là trường âm nhấn, bá quý hai đoạn âm, đu trường âm thông thường, há đoạn âm, mas trường âm nhấn, mí đoạn âm, sáp là âm nhấn, bê
là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, thâm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, xú á hai đoạn âm, nu là trường âm thông thường, pá là đoạn âm, lít là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Dạ, xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Sát bành cha hồ tăng hát khá dề quý mút tồ xá dần á phiền nhà giá cá mút đi xây dần. Sát bá, sát bành là hai trường âm nhấn, trá là đoạn âm, hô là trường âm thông thường, tăng há là hai trường âm nhấn, khá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, quý đoạn âm, mút trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, xá đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, phiên trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, giá cá hai đoạn âm, mút trường âm nhấn, đí đoạn âm, xê trường âm nhấn, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sắp ba phi phù sắp ba ví đồ hamas mi sắp đề su thầm nề su anu palito sắp bành cha hồ tăng hát ca về quý mút tô sa dần á phiền nhà gia ca mút đi xây dần đi xây dần. Dạ con xin đọc kệ ạ. Sắp ba phi phù sắp ba ví đồ hamas mi sắp đề su thầm nề su anu palito sắp bánh cha hô tặng hát kha dê vi mu tô sa yang a phình nha ya ca mu di say yang sắp ba phi phu sắp ba vi du ha mas ni sắp đê su tham mê su anu pa li tô sắp bánh cha hô tặng hát kha dê vi mu tô sa yang a phình nha ya ca mu di say yang. Dạ con đã trả bài xong. Dạ xin, có gì sai xin nhờ sư trí đức sửa chữa giùm con. Dạ cảm ơn sis Nhật Quỳnh đã post bài, cảm ơn đạo tràng lắng nghe. Xin nhường mic cho vị kế tiếp ạ. Alo. Nam cơ Nhật Quỳnh cho con biết tín hiệu. Nam mô Bụt Thà Na. Nam mô Tham Bà Na. Nam mô Sang Khà Na. Con kính hạnh lễ thượng tọa trí đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Đã rõ chưa ạ? Con cảm ơn đạo tràng. Đã, con xin đọc và phân tích câu kinh Pháp Cú số 353. Sắp ba phi phù sắp ba quy đồ hamak mi sắp bề su thầm mề su á lù ba lý tồ sắp bàn cha hồ tần hắc ca dề quy mút tổ sa rằng áp phình nhà giác ca mút đi xây rằng sáp bà phi phù sáp ba quy đồ hamas mi sáp bề su thầm mề su a nù pa li tổ sáp bàn cha hồ tần hắc ca hề ca dề quy mút tổ sa rằng áp bình nhà giác ca mút đi xây rằng sát là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, phí là đoạn âm, phu là trường âm thông thường, sát là trường âm nhấn, bá quý là hai đoạn âm, đu là trường âm thông thường, há là đoạn âm, mát trường âm nhấn, mí là đoạn âm, sáp là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, thăm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, xú á là hai đoạn âm, nu là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, nít là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, sáp bằng
là hai trường âm nhấn. Chá là đoạn âm. Hô là trường âm thông thường. Tăn, hắc là hai trường âm nhấn. Khá là đoạn âm. Dê là trường âm thông thường. Quý là đoạn âm. Mút là trường âm nhấn. Tô là trường âm thông thường. Xá là đoạn âm. Răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á là đoạn âm. Pinh là trường âm nhấn. Nha là trường âm thông thường. Giá, cá là hai đoạn âm. Mút là trường âm nhấn. Đí là đoạn âm. Xây là trường âm nhấn. Răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sáp bà phi phụ sáp bá quy đồ ha mát mi sáp bê su thầm mê su a lù pa lít tù sáp bàn cha hồ tàn hắc khá dì quy mút tù sa rằng áp hình nhà giá ca mút đi xây rằng. Dạ, con đã đọc và phân tích xong ạ. À, con xin xuống mic. À, con kính mời bàn tay kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thà Giá. Con kính đảnh lễ sư trí đức, con xin kính chào đạo tràng, con xin trả bài 353. Sappa pipu sappa vidu amasmi sappe sutthamme su anuppalito sappa sappan janho thang ha khaye vimu to say yam apinya yaka mu di say yam sappa pipu sappa vidu hamas ni sappe su thamme su anupalito sappan cha ho tang ha khaye vimuto say yam sa yam apinya yaka mu di say yam. Con xin phân tích. Sắp trường âm nhấn và trường âm thông thường. Phi đoạn âm, phu trường âm thông thường. Sắp trường âm nhấn và ví hai đoạn âm, trừ trường âm thông thường h đoạn âm, mas trường âm nhấn, mi đoạn âm. Sắp trường âm nhấn, p trường âm thông thường, sứ đoạn âm, thâm trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, sứ á hai đoạn âm, nữ trường âm thông thường, pa li pa đoạn âm, li trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, sắp pa pipu sắp pa vitu ha mas mi sắp pe sappe su thamme su anupalito. Đoạn kế tiếp là sappan cha ho tangha khaye vimutto sayam apinya yakamuttisayam. Sappan hai trường âm nhấn, cha đoạn âm, ho trường âm thông thường, tangha hai trường âm nhấn, kha đoạn âm, dê trường âm thông thường, vi đoạn âm, mư trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, say đoạn âm, dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, phi trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, giá và kha hai đoạn âm, mư trường âm nhấn, đi đoạn âm, say
trường âm nhấn, dân trường âm đọc giọng nguyên âm. Sắp văn chạ hô tăng ha khạ dê vi mút tô say dâm ập hình nha giá khá mút đi say dân. Con đọc lại. Sắp bà phí phù sắp bà vi tù hà mát mi sắp bê su thầm mê su anu pa lý tô sắp văn chạ hô tăng ha khạ dê vi mút tô say dâm ập hình nha giá khá mút đi say dân sắp ba bi bù sắp ba vi tu hamas mi sắp bê su tham mê su anu palito sắp ban cha ho tăng ha khắc ye vi mút tô say dân apinya ya kamu đi say dân. Dạ thưa con xin hát, con xin cảm ơn. Hello, xin lỗi, có nghe được không ạ? Con xin lỗi. Alo, alo. Dạ, mời Sít Tô Thiếu Phụng. Tô Thiếu Phụng hoặc cầm bích trở lại ạ. Đạo tràng không còn nghe nữa. Alo. Dạ, alo. Dạ, con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, xin kính lễ Sư Giảng Sư, con kính lễ Đức Tô Thiếu Phụng. Con xin kính lễ quý sư, quý cô trụ nữ và kính chào tất cả đạo tràng. Con xin đọc sách bà pi phù sách ba vi đồ ha ma mi sách về su thầm mẹ su a nô ba li tô sách bành cha hồ tành ha tha về vi mút tô sa dằng a thình nhà gia ca mút đi xây dằng sắp bà phi phù sắp ba vi đồ ha ma mi sắp về su thầm mẹ su a nô ba li tô sắp bành cha hồ tành ha kha về vi mút tô sa dằng a phình nhà gia ca mút đi xây dằng. Con xin được phân tích. Sắp là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, thí là đoạn âm, phu là trường âm thông thường, sắp là trường âm nhấn, bá, ví là hai đoạn âm, đô là trường âm thông thường, há là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, mí là đoạn âm, sắp là trường âm nhấn, bê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, thâm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, xú, á là hai đoạn âm, nô là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, lít là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, sắp là trường âm nhấn, tên là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, hô là trường âm thông thường, tam là trường âm nhấn, hắc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, ví là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, dông là trường âm đọc nguyên âm, á là đoạn âm, thiên là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, giá cá là hai đoạn âm, mút là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, say là trường âm nhấn, dông là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin được đọc lại. Sắp bà pi phù sắp ba ghi đồ ha ma mi sắp bề su thầm mẹ su a nô ba li tô sắp bành cha hồ tành hát khai về vi mút tô sa dằng amit
sa dằng a tình nhà gia ca mua đi xây dằng. Dạ con xin đọc xong mà con không biết kể, con xin kính chào, xin trả nước lại cho đạo tràng, con xin cảm ơn, nếu có gì sai xin nữa. Nam mô Bích Tha. Dạ dạ xin tô thì phụng có muốn cầm bích nữa không? Đứt bích rồi, trả bích rồi hả? Dạ cảm ơn đạo tràng. Dạ nam mô Bích Tha. Dạ nam mô Tham Ma. Dạ nam mô Sang Kha. Dạ con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư Trung Đức hiện diện trong đạo tràng. Như Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Như Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Hà ơi, có trả bài không Hà ơi? Hà đâu mất tiêu rồi. Xích Duyên có trả bài không? Xích Kim có trả bài không? Con Hậu có trả bài không? Dạ con vị nào trả bài không? Kính mời bàn tay ạ. Dạ trong khi chờ đợi con xin trả bài trước. Dạ, dạ vậy mời Hậu lên nha. Dạ con Nam Mô Bụt Thà Rá, Nam Mô Tham Ma Rá, Nam Mô Sang Kha Rá. Con xin đảnh lễ ngài Trí Đức và con xin đảnh lễ các chư tôn đức tăng, và con xin đảnh lễ kính bà của cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Con xin trả bài câu pháp cú 353. Sắp bà phi phù sắp ba vi đù ha mắc mi sắp bà phi phù sắp ba vi đù ha mắc mi sắp bề su thầm bề su a nu ba li tổ sắp bành cha hồ tàn hắc kha rề vi mút quy mút tổ sa rằng a phình nhà ra ca mút đi xây rằng. Con xin đọc, con xin phân tích câu số 1. Sắp bà phi phù sắp ba vi đù ha mắc ni. Sắp là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, phi là trường là đoạn âm, phu là trường âm thông thường, sắp là trường âm nhấn, bá là đoạn, bá ví là đoạn âm, đu là trường âm thông thường, há là đoạn ví, ví đu, đu là đoạn âm, mắc là trường âm nhấn, mí là đoạn âm, sắp là trường âm nhấn, b là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, thăm thăm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, á là đoạn âm, nú nu là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, lít là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Câu số 2. Sắp bành cha hồ tàn kha hắc tàn hắc kha rê quy mút tô. Sắp là trường âm nhấn, banh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, hô là trường âm thông thường, tăn là trường âm nhấn, hắc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, quý là trường là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Đâu là trường âm thông thường. Con xin câu số 3.
Sa rằng A Phình Nhà Già Ca Mốt Đi Xây Răng. Xá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á là đoạn âm, phinh là trường âm, là trường âm nhấn. Nha là đoạn âm, giá là đoạn, nha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, cá là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, đi là trường đi là đoạn âm, xây là trường âm nhấn, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu pháp cú 353. Sắp bà phi phù sắp ba vi đồ ha mắc mi sắp bề su thầm mề su anu ba lít tô anu ba lít tô sắp bành cha hồ tàn hắc kha đề vi quy mút tô sa rằng A Phình Nhà Già Ca Mút Đi Xây Răng. Dạ con xin hết, con xin xuống mic, con xin nhờ cho người khác nữa. Con xin sư có gì, con xin ngài Trí Đức, con đọc sai, con xin ngài sửa cho con ạ. Con xin xuống mic ạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn hậu chùa Phước Quang. Nam mô Bích Hai giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tề Duyên. Cô tu nữ Tề Duyên ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cô tu nữ Tề Duyên ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn Thích Kim Nhung, hậu chùa Phước Quang. Vậy ra cô vào, cô không nghe được rồi. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời vị nào chưa đọc bài và có thể cầm mic thì xin đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên. Dạ con xin được trả bài câu pháp cú kinh 353. Sắp ba khi phụ sắp ba quy đồ tham mát mi sắp bề su thầm bề su anu bà lịch tô sắp bành chà hồ tành hát khá về vì một tô xa dằn áp hình nhà giá ca mút đi xây dằn. Sắp bà phi phù sắp ba quy đồ ha mát mi sắp bề su thầm mề su anu bà lịch tô sắp bành chà hồ tành hát khá về quy mút tô sa dằn áp hình nhà giá ca mút đi xây dằn. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Sắp trường âm nhấn, ba trường âm thông thường, phí đoạn âm, phù trường âm thông thường. Sắp đoạn, sắp trường âm nhấn, ba phí hai đoạn âm. Đô trường âm thông thường, há đoạn âm, mát trường âm nhấn, mí đoạn âm. Sắp trường âm nhấn, bê trường âm thông thường, xú đoạn âm, không trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, xú đoạn âm, á đoạn âm. Nô trường âm thông thường, bá đoạn âm, lít trường âm nhấn, tô trường âm thông thường. Sắp ba phi phù sắp ba quy đù hà mạt mi sắp bề su thầm mê su anu bà lịch tô. Dạ con xin phân tích câu 3 và 4. Sắp trường âm nhấn, banh trường âm nhấn, chá đoạn âm, hô trường âm thông thường, tanh trường âm nhấn, hát trường âm nhấn, khá đoạn âm, dê trường âm thông thường, quý đoạn âm, mút trường âm nhấn, tô trường âm thông thường. Xá đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á đoạn âm, phin trường âm nhấn, nga trường âm thông thường. Giá cá hai đoạn âm, mút trường âm nhấn, lý đoạn âm, say trường âm nhấn, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ đạo tràng còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không quý vị? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Sao Nhật Quỳnh thấy chạy mất tiêu hết trơn rồi. Dạ cảm ơn đạo tràng. Sắp bành cha hồ tành hát khai về vì mùa tờ xài dằn á phiện nhà gia ca mút đi xài dằn. Dạ con xin đọc lại nguyên bài.
sắp ba phi phù sắp ba quy đồ hàm mát mi sắp bê sư thăm mê sư an nô nằm nô ban lịch tàu sắp ban cha hồ tàn hát khá dê quy mốt tàu sài giang áp phình nhà giác ca mốt đi sài giang. Mến chào quý vị nguyên nhân người vào đạo tràng. Dạ con đọc và phân tích có sai, con nhờ ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con sửa. Dạ con xin được kệ. Sạp ba phi phu sạp ba quy đô ha mát mi sạp bê su thăm mê su an nu ba lịch tô sạp bánh cha hâu tàn hát khai dê quy mô tô sa yang a phi nha và ca mô ti say yang sa ba vi po sa ba vi do ha ma ni sa pe su tham me su anu ba lik to sa ban cha ho tan hat kha ye vi mo to sa yang a phin nha ya ka muat di sai yang sa ba vi phu sa ba vi do ha mát mi sa bê su tham mê su anu ba lịch tô sa ban cha ho tan hạt kha dê vi mô tô sa văn a thiên nha dạ ma dạ ca đuột đi say văn tha thú bàn tay vinh giang nhật hà. Dạ con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức Nhục Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ cô tu nữ Tệ Duyên có nghe được âm thanh của Nhục Quỳnh, kính mời bàn tay. Dạ mời huynh Giang Nhật. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con xin lãnh lễ sư trí đức, quý sư quý cô tu nữ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú 353. Sắp bà phi phù sắp bà quy đù ha mát mi sắp bê su thầm mê su a nù bà lít tô sắp bành cha hồ tành hắc khá dê quy mút tô sa dằn á phình nhà giá cá mút đi xây dằn. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Sắp bà phi phù sắp bà quy đù ha mát mi sắp bê su thầm mê su a nù bà lít tô. Sắp là trường âm nhấn, ba trường âm thông thường, phí là trường âm đoạn âm, phu trường âm thông thường, sắp trường âm nhấn, bá phí hai đoạn âm, đu trường âm thông thường, há đoạn âm, mas trường âm nhấn, mí đoạn âm, sắp trường âm nhấn, bê trường âm thông thường, sú đoạn âm, thâm trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, sú á hai đoạn âm, nu trường âm thông thường, bá đoạn âm, lít trường âm nhấn, tô trường âm thông thường. Là câu số 3 và câu số 4. Sắp bành cha hồ tành hát khá dề quý mút tô xá dằn á phình nhà giá cá mút đi xây dằn. Dạ, sắp bành là hai trường âm nhấn, chá đoạn âm, hô trường âm thông thường, tanh trường âm nhấn, hắc trường âm nhấn, khá đoạn âm, dê trường âm thông thường, ví đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, xá đoạn âm, dăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, phin trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, giá cá hai đoạn âm, mút trường âm nhấn, đí đoạn âm, say trường âm nhấn và dăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin đọc lại. Sắp pa phi phù sắp pa quy đù ha mát mi sắp
bê su tham mê su anu balito sắp bành cha hồ tăng hắc khá dê huy mút tổ xa dân á phình nhà giá ca mút tí xây dân. Dạ, con xin kể. Sắp ba phi phu sắp ba quy đu ha ma mi sắp bê su thăm mê su anu ba lê tô sắp bánh cha hô tăng hắc kha dê vi mụn tô sa yang a phin nhà giá ca mụt đi xây dân. Sắp ba phi phu sắp ba quy đu ha ma mi sắp bê su thăm mê su anu ba lê tô sắp bánh cha hô tăng hắc kha dê vi mụn tô sa yang a phin nhà giá ca mụt mi đụt đi xây dân. Dạ con đã đọc xong, con có sai xin nhờ sư sửa giùm cho con. Dạ con cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ con phố biển, con xin thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, con thành kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên và con kính chào đạo tràng. Con xin trả bài câu pháp cú số 353. Cái điện thoại con nó hơi nhỏ. Sáp ba phi phù sáp ba vi đù há mát mi sáp bề su thầm mề su an nù ba lít tô sáp sáp bằng cha hồ tần hắc kha quề ví mút tô sa dằng áp phình nhà giác mút đi xây dần. Sáp ba phi phù sáp ba vi đù há mát mi sáp bề su thầm mề su an nù ba lít tô sáp bành cha hồ tần hắc khá dề ví mút tô sa dần áp phình nhà giá cá mút đi xây dần. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Sáp ba phi phù sáp ba vi đù há mát mi sáp bề su thầm mề su an nù ba lít tô. Sáp là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, phí là đoạn âm, phu là trường âm thông thường, sáp là trường âm nhấn, bá ví là đoạn hai đoạn âm, đu là trường âm thông thường, há là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, mí là đoạn âm, sáp là trường âm nhấn, bê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, thâm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, á là đoạn âm, nu là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, lít là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Câu số 3 với câu số 4 là sáp bành chá hồ tành hắc kháo dê quý mút tô xá dằn a phình nhà gia cá mút đi xây dằn. Sáp bành chá hồ tành hắc khá dề ví mút tô xá dằn a phình nhà gia cá mút đi
say yang. Sap là trường âm nhấn, ban là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, hô là trường âm, tanh là trường âm nhấn, hắc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, ví là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo dẫn nguyên âm, á là đoạn âm, phin là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, cá là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, say là trường âm nhấn, văn là trường âm đặc hiệu dẫn nguyên âm. Dạ, con xin đặt lại. Sáp ba phi phù sáp ba vi đù há mát mi sáp bề su thầm mề su an nù ba lít tô sáp bần chá hồ tần hắc khá dề vi mút tô sa dần áp phình nhà gia cam mút đi xây dần sáp bà phi phù sáp ba vi đù há mát mi sáp bề su thầm mề su an nù ba lít tô sáp bần chá hồ tần hắc khá dề vi mút tô sa dần áp phình nhà gia cam mút đi xây dần. Dạ, con đã ra bài xong. Chỗ nào sai xin sửa sửa cho con. Vậy con xin nhường mic lại cho người kế tiếp ạ. Yeah. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ Ngài Trí Đức và kính chào Đạo Tràng. Yeah. Kính tri ân Đạo Tràng đã cho biết nghe rõ và tự nhiên chưa thấy bài học. Alo, alo, Nhật Quỳnh có trước mắt máy không? Cảm ơn Quỳnh. À, nãy giờ không nghe âm thanh bị gián đoạn liên tục. Và bây giờ đã thấy Đạo Tràng đã cho biết tín hiệu. Cảm ơn Nhật Quỳnh. Sắp bà phi phù sắp bá quy đồ há mát ní sắp bề su thăm mê su an nù bá lít tồ. Sắp là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, phí là đoạn âm, phụng âm thông thường, sắp là trường âm nhấn, bá quý là đoạn âm, đu là trường âm thông thường, há là đoạn âm, mát, chữ này quên biết là trường âm nhấn hay là trường âm nhấn, mí là đoạn âm. Sắp là trường âm nhấn, b là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, thâm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, xú á là đoạn âm, nu là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, lít là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Sắp bà phi phù sắp bá quy đồ hát mát mi sắp bề số thầm mề số anh nù bá lít tô. Đoạn 3 và đoạn 4. Sắp là trường âm nhấn, panh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, hô là trường âm thông thường, tanh là trường âm nhấn, hát là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, giá là đoạn âm,
Văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, thinh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, cá là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, bí là đoạn âm, say là trường âm nhấn, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sắc bành cha hồ tành hắc tha dê uy bút tô sa yan áp phình nhà giá cam mút đi say yan sắp ba sắp ba phi phô sắp ba quy đồ ha ma min ha ma mi sắp bề số tham mề số anh hồ ba lít tô sắp bành cha hồ tành hắc về vi mút tô sa dằng áp phình nhà giá áp phình nhà giá cấm mút giá áp phình nhà giá cấm mút bí say dằng à, câu này muốn nói lẹ lẹ nha. Dạ, bây giờ tự nhiên xin kể. Sắp ba phi phu sắp ba vi đô ha ma ha smi sắp bê su tham mê su a nô ba li tô sắp banh cha hô tánh hắc khả dê vi mút tô sa văn a phình nha gia ca mô đi say văn sắp ba phi phu sắp ba quy đô hạ ma hát mi sắp bê su tham mê su a nô ba li tô sắp banh cha hô tánh hắc cả dê vi mút tô sa văn a phình nha gia sa văn a phình nha gia ca mô đi say văn dạ, câu này khó quá quý vị ơi. Dạ, tự nhiên đã đọc và phân tích kệ, nếu có sai chữ nào tự nhiên nhớ nhớ là chữ max, có chữ ít này là trường âm nhấn, có phải vậy không hả? Không biết hỏi ai bây giờ, nó xin đạo tràng cho biết có phải là trường âm nhấn không, chữ má mà có chữ ít nè. Dạ con kính tri ân ngài, ngài cứu. Dạ con xin xuống mất. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính chào đạo tràng, con xin chào bà. Sắp bà phi phù, sắp bà quy đù, ha mát ni sắp bề su thầm mê su á nù ba lít tồ sắp bành cha hồ tăng hắc khai dê quy mút tồ sa dằng a phình nhà gia kha mút đi xề dằng sắp bà phi phù sắp bà vi đù ha mát mi sắp bề thầm sắp bề su thầm mề su a nù ba lít tồ sắp là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, phí là đoạn âm, phu là trường âm thông thường, sắp là trường âm nhấn, bá là đẳng, bá quý là hai đẳng âm, đu là trường âm thông thường, há là đẳng âm, mát là trường âm nhấn, mí là đẳng âm. Sắp bà phi phù sắp bá quý đu ha mát mí sắp bề su thầm mề su ha nu ba lít tô sắp là trường âm nhấn, bề là trường âm thông thường, su là đoạn âm, thầm là trường âm nhấn,
Nê là trường âm thông thường. Xú A là trường âm thông thường. Bá là đoạn âm. Bá là đoạn âm. Đích là trường âm nhấn. Tô là trường âm thông thường. Sắp bề phi, sắp bề phi phù sắp ba quy đù ha mát ni sắp bề su thầm mề su a nù ba lít tô. Sắp bành cha hồ tăng hắc kha về quy mút tô sa dằn a phình nhà gia ca mút đi xề dằn. Sắp là trường âm nhấn. Bành sắp bành là hai trường âm nhấn. Chá đoạn âm. Hô trường âm thông thường. Tăng trường âm nhấn. Tăng hát là hai trường âm nhấn. Khá là đoạn âm. Dê trường âm thông thường. Quý là đoạn âm. Mút là trường âm nhấn. Tô là trường âm thông thường. Xá xá dằn a phình nhà giá cá mút đi xì dằn. Xá là đoạn âm. Dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á là đoạn âm. Phình là trường âm nhấn. Nha là trường âm thông thường. Giá là đoạn âm. Giá cá là hai đoạn âm. Mút là trường âm nhấn. Đí là đoạn âm. Xây là trường âm nhấn. Dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sắp bành sắp bà phi phù sắp ba quy đù ha mát mi sắp bề su thầm mề su a nù ba lít tô. Sắp bành cha hồ tăng hắc kha về quy mút tô sa dằn a phình nhà gia ca mút đi xì dằn. Là con xin cậy. Sắp ba phi phú sắp ba quy đù. Là câu này khó quá nha. Sắp ba phi phú sắp ba quy đù ha ma sa ni sắp bê su thấm mê su a nu ba lịch tổ sắp tăng ca hố tăng hạc kha dê vượt mịt tổ sa yang a phinh nhá và ca mút đi xây dần. Dạ con xin trao mít ra cho vị kế tiếp. Con có sai xin ngài sửa. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ ha. Hôm nay Sika Meta đoạt được cái giải gọi là can đảm ha. À, và hôm nay thì Sikim không thấy lên đọc ha. Chắc rằng Sikim bị mất dịch rồi, cho nên không lên đọc. À, và cái giải mà liều lĩnh thì Sikim hôm nay không có đoạt được ha. À, thôi không sao, mười mấy người đọc nhưng mà hôm nay thấy sĩ khẩu tiến bộ ha, mặc dù cũng hơi lúng túng một chút nhưng mà thấy như vậy là thành công ha sĩ khẩu ha. Rồi rất là hoan hỷ. Thanh toán kỳ trước ha, thanh toán kỳ trước rồi hả? Bây giờ nó bây giờ chuyện quá khứ đã trôi qua rồi. Bỏ đi, quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Chiếc kim không dám liều lĩnh nữa. Cho nên thấy ngồi im ru
Rồi, hôm nay học mô vận nè, bây giờ bắt đầu. Bây giờ chúng ta đi vào từ vận ha. Đọc thì quý vị đọc cho trái, nhưng mà vấn đề quan trọng hiểu được ý nghĩa của những từ này hay là không. Sắp bà phi phù sắp ba quy đù ha mát mi. Sắp bà phi phù sắp ba quy đù ha mát mi. Sắp bà phi phù sắp ba quy đù ha mát mi. Câu này có hai từ. Sắp bà quy đù, sắp bà phi phù là một, sắp bà quy đù ha mát mi là hai. Bây giờ chúng ta phân tích chữ sắp ba phi phù. Sắp ba phi phù do hai từ sắp ba cộng với á phi phù, và nó biến thành sắp ba phi phù. Quý vị thông cảm ha. Chữ sắp ba cộng với áp phi phù ở đây theo văn phạm trong cái đoạn mà áp khá quỷ thi, tức là lô cô và sanh thi, xóa và ráp chữ hai chữ á nó biến thành chữ a, sắp ba cộng với áp phi phù và nó biến thành sắp ba phi phù. Chữ sắp ba có ý nghĩa như thế nào? Sắp ba có nghĩa là tất cả, nó là một tính từ ha. Rồi áp phi phù đây là một cái dạng quá khứ phân từ ha. Áp phi phù cộng với ta, mà phù có nghĩa là áp phi là phía trên, bên trên. Thì Aphiputa có nghĩa là đã được chiến thắng, đã được khuất phục. Như vậy thì Sapaphipu, chữ phu ở đây nó đứng trong cái dạng chủ từ, nó đứng trong cái dạng chủ từ, tức là Bathama Ekavachana Vipatti. Sapaphipu tức là người khuất phục tất cả, cái vị đã khuất phục tất cả. Rồi từ thứ hai, sắp ba phi phù mà từ thứ hai, sắp ba quy đồ hamas mi. Sắp bao quy đù hamas mi. Ở đây cái chữ sắp bao quy đù, sắp bao quy đù cộng với cái chữ a hằng, chữ a hằng, chữ sắp ba là tất cả ha, quy đù là hiểu biết, quy đù là hiểu biết. Rồi hamas mi, hamas mi là chính bản thân mình, chính ta. Vậy thì cái câu này sapabidu hamasmi, ta là người biết rõ tất cả, ta là người biết rõ tất cả. Mà ta ở đây tức là ám chỉ về Đức Phật Atma hay là Tathagato, tức là Như Lai, ám chỉ Đức Phật ha. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục. Sắp bề su thầm mề su anu palito. Sắp bề su thầm mề su anu palito. Câu số 3 ha.
sắp bề su thầm mề su anu pa lít tổ. Chữ sắp bề su là có ý nghĩa là trong tất cả. Đây là cách chia số ít của sắp tập mi vừa phát tí e câu quá chẳng á. Sắp bề su trong tất cả, mà thâm mê su là gì? Thâm mê su do cái từ thâm má. Thâm má là một danh từ nam tính Akaranta Phung Linh nhé. Mà chữ thâm má này được chia theo định sở cách su nhiều. Định sở cách su nhiều ha. Tức là Satami Vipati Bahu Vachana. Chữ sắp bê su cũng là định sở cách số nhiều. Sắp tầm ý vì phát tiết và hữu quá trình hát. Tức là trong các pháp, tầm bê su là trong các pháp. Rồi, Anu Palito. Anu Palito. Anu Palito do cái từ Anu Palita. Nó là một danh từ nam tính Akaranta Phung Linh Ga. Và chữ Anupalito này do cái từ Upalita. Upalita có nghĩa là bị nhiễm ô, bị bôi nhỏ ha? Bị nhiễm ô, bị bôi nhỏ. Thì Anupalito nó đứng làm cái dạng chủ từ, tức là bạch tham á hay các quan chánh na vị phan tị, cho nên anupalita biến thành anupalito, không bị ô nhiễm, bởi vì chữ anh ở phía trước có nghĩa là không, chữ anh nó tương đương với chữ na, cho nên anupalito có nghĩa là không bị ô nhiễm, không bị bôi nhỏ. Sập bề su thầm mề su anu palito, không bị ô nhiễm trong tất cả các pháp. Mình vào chiếc lá mùa xuân. Hôm nay hết mùa xuân rồi cho nên tới trễ. Và câu cuối cùng, câu cuối cùng, câu cuối cùng đó các bạn, câu cuối cùng, câu số 3 chứ, viết ba cuối cùng, bây giờ câu số 3, sắp bành chắc hồ tầng hấp khá về quý vô tổ. Sắp bình cha hồ tầng hấp khát về quý mô tổ. Ba từ ha. Câu số 3 có ba từ. Sắp bình cha hồ, chữ sắp bình cha hồ do cái từ sắp bằng cộng với cha hồ. Chữ sắp bằng nó là một tính từ, có nghĩa là tất cả, do cái từ sắp bá. Nhưng mà được chia theo đối cách số ít, đối tỷ gia vụt phát tí ế cao quá trình á, cho nên sắp ba biến thành sắp băng. Sắp băng là tất cả. Rồi chữ cha hồ. Cha hồ do căn ngữ hà, có nghĩa là từ bỏ, đoạn tận. Thì chữ cha, cha há này nó biến thành cha hồ, bởi vì nó đứng làm chủ từ bậc thầm á ê cao quá cha na vị phát tí, cho nên cha ha biến thành cha hồ. Sắp bành cha hồ có ý nghĩa là từ bỏ tất cả. Chữ m có dấu chấm, khi mà xóa và ráp chữ thì nó biến thành chữ n có dấu ngã.
chúng ta đọc là sắp banh chắc hồ. Sắp banh chắc hồ là từ bỏ tất cả. Rồi, cái từ thứ hai này, này là lâu ôm trộm á. Hay đuổi đi chứ, xem chỗ chỗ. Ra kia mà ra này. Rồi, tăng hắc khá dê, tăng hắc khá dê. Chữ tăng hắc khá dê do chữ tăng ha cộng với khá dê. Chữ tăng ha nó là một danh từ trung tính. Akrantanapum sakalinga, tanh ha là ái dục. Mà chữ khá dê do cái từ khá giá. Khá giá nó là một danh từ nam tính. Akrantapum linga có nghĩa là sự diệt tận. Chữ tanh ha cộng với khá giá nó biến thành tanh hắc khá giá. Và ở đây nó được chia theo định sở cấp số ít. Tức là sát tầm y vì phát tí ê cao quá chẳng á. Cho nên chữ khá giá biến thành khá dê. Tanh hấp khá dê có nghĩa là trong sự diệt tận về ái dục. Trong sự diệt tận về ái dục. Tanh hấp khá dê. Trong sự diệt tận về ái dục. Chưa trong sự diệt tận về ái dục. Hai từ cuối cùng ha, quyết mốt tô chư tanh ha do phải tanh ha ha, a quên tám mà. Rồi chữ cuối cùng quyết mốt tô, quyết mốt tô do cái từ quyết mốt tá, nó là một danh từ nam tính. A quên tám cùng lên gã. Mà chữ Vimutta ở đây được chia theo chủ từ số ít. Bathama ekavachana vipatti, cho nên Vimutta biến thành Vimutto. Nó đứng trong cái dạng quá khứ phân từ ha. Đã được giải thoát. Đã được giải thoát Vimutto. Đây là kia thôi, câu số 4 ha. Sa dân á phi nhà á khá mốt đi xây dân. Đúng không đó? Sa dân á phi nhà á khá mốt đi xây dân. Câu cuối cùng có 3 từ. Sa dân á phi nhà á khá mốt đi xây dân. Chữ sa dân đây là một trạng từ, có nghĩa là tự mình. Sa dần tự mình. Từ thứ hai Apinyaya. Apinyaya đây là một động từ bất biến, do cái căn ngữ nha là biết. Apinyaya có nghĩa là sau khi đã thắng trí. Đã, sau khi đã thắng trí, chứ không phải thắng trí nha. Sau khi đã thắng trí, trí là biết. Sau khi đã thắng trí, Kamut đi xây dần. Chữ Kamut đi xây dần do hai từ. Là chữ căn.
cộng với Uddisayan. Uddisayan chỉ cần do cái đại từ nghi vấn là chữ kinh, có nghĩa là ai, người nào, cái chữ đầu tiên hả, chữ cần á, ai, người nào. Rồi Uddisayan do cái căn ngữ dis có nghĩa là thấy. Uddisayan ở đây nó là một động từ ha, một động từ. Uddisayan nên gọi, có thể chỉ định, nên gọi hay là có thể chỉ định. Vì thì có Uddisayan ở đây có nghĩa là Như Lai nên gọi ai, Như Lai nên nên gọi ai là thầy á, Như Lai nên gọi ai là thầy của ta ha. À, Như Lai nên gọi người nào là thầy của ta. Vậy thì qua ý nghĩa từ vựng này, à, chúng ta thấy rằng Như Lai là vị khuất phục tất cả, biết rõ tất cả, không bị nhiễm ô trong tất cả các pháp, từ bỏ tất cả, được giải thoát trong sự diệt tận về ái dục. Sau khi tự mình thắng tri, Như Lai có thể chỉ định ai là thầy. À, xin lặp lại ha. Như Lai là vị khuất phục tất cả, biết rõ tất cả, không bị nhiễm ô trong tất cả các pháp, từ bỏ tất cả, được giải thoát trong sự diệt tận về ái dục. Sau khi tự mình thắng tri, Như Lai có thể chỉ định ai là thầy. Và Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: mọi thí, pháp thí vô song, hương thơm thù thắng chẳng đồng pháp hương, niềm vui pháp hỷ khó lường, ái dịch tối thượng cổ ương tận liệt. Wow. Như Lai ái dục diệt rồi hả? Sao mà đây cái câu này kỳ cục vậy? Như Lai ái dục diệt rồi, xúc thông vạn pháp, sống đời thắng chi, thoát tất cả chẳng vướng gì, Như Lai ai sánh, nói chi là thầy. Ở sao ở trong này câu 353 nó kỳ cục vậy? Không giống ai hết hả? À, cái câu 353 sĩ Nhật Quỳnh đưa lên nó thích hợp, mà còn cái câu này không có thích hợp nào, đọc nó cho quốc à. À, xin lỗi đạo tràng ha, này không chịu nghiên cứu trước. Bây giờ Ngài Hòa Thượng Minh Châu: ta hằng phục tất cả, ta rõ biết tất cả, không bị nhiễm pháp nào, ta từ bỏ tất cả, ái diệt tự giải thoát, đã tự mình thắng tri, ta gọi ai thầy ta? Có hỏi gì đó hả? À, trời ơi, tiền bạc đâu mà đi máy bay ra Huế vậy? À, đây ra Huế ủng hộ cũng cũng rẻ lắm hả? Mà chị chạy ra chạy vô thì là sao? Ân nguyện hạ đi mất thời gian số 7 không à? À, câu 353 của Ngài Hòa Thượng Minh Châu ha: ta hằng phục tất cả, ta biết rõ biết tất cả, không bị nhiễm pháp nào, ta từ bỏ tất cả, ai diệt tự giải thoát, đã tự mình thắng chi, ta gọi ai thầy ta? Rồi, chính xác. À, như vậy trong cái phần từ vựng này, à, quý vị thấy có cái chỗ nào rắc rối, à, cứ nói nghe. À, quý vị nghiên cứu đi, phần từ vựng có chỗ nào rắc rối. Rồi, mời sĩ Kim.
Con xin kính chào sư Trí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con hỏi cái chữ Á Bình Nhà, sư Á Bình Nhà Giá. Á Bình Nhà Giá. Á Bình Nhà Giá do hai cái từ Á Thí và Nhá. Nhá là biết. Mà Á Thí có nghĩa là bên trên, rõ ràng, chi tiết, như Á Thí Thăm Má vậy không sư? Rồi cái chữ chữ Khá Múc Đi Xây Văn. Khá Múc Đi Xây Văn. Khá Múc Đi Xây Văn do hai chữ Khâm, như chữ Úc Đi Xây Văn. Úc Đi Xăng là Úc, Úc Đi Xăng. Úc, Úc Đi Xây Văn là do cái danh từ Úc, do cái chữ Úc với chữ Đít nữa. Thì Úc có nghĩa là bên trên, thấy, Đít là thấy, tức là thấy bên trên, tức là thấy xa hơn, thấy trước, thấy thấy nhiều hơn, chẳng thấy 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 rõ, thấy thấy hay hơn, phải không sư? Còn Á Phí Nhá là biết chi, biết rõ ràng. Á Phí là trên cái đó hay chi tiết cái đó, tức là cái dứt trí tuệ của Đức Phật, ngài biết nhiều, biết rõ, biết thâm sâu vô mới gọi là Á Phí Nhà Giá Khâm Múc Đi Xây Văn. Có phải như vậy không sư? Con hỏi vậy đó, con hiểu giống vậy, con thấy tách chữ ra, con thấy giống như vậy đó. Trong khi sư dịch lại là sau khi đã thắng chi, sau khi đã hiểu rõ, đã biết rõ những chi tiết đó, thắng chi là biết sâu xa, biết rộng rãi, biết sắc sảo, biết sâu sắc trong đó, thâm sâu vô đó. Thì con hiểu như vậy đó, có phải đúng không sư? Dạ con xin trả máy và xin cảm ơn sư ạ. Alo, cảm ơn sư Kiệt. Tư vấn là tư vấn, nhưng mà khi nào đi vào duyên sự nó triển khai ra thì khi đó chúng ta mới hiểu rõ ý nghĩa nó tốt đẹp hơn. Chứ còn bây giờ căn cứ trên từ, chỉ là cái từ, nhưng mà cái từ này ám chỉ về nội dung gì? Chúng ta phải đi vào trong cái vấn đề duyên sự. Chính cái duyên sự làm cho chúng ta sáng tỏ. Chứ còn bây giờ từ vựng nó chỉ là những cái sự ráp nối, mà nếu mà chúng ta không nghe duyên sự thì chúng ta nhiều khi không có nắm rõ được vấn đề. Alo, còn 18 phút nữa, bây giờ mời Sít Nhật Quỳnh. Bích Thai giá, dạ con không có ý kiến gì, nhưng mà có người BM nói với con là bài con đăng lên là bài 355, mà của con thì 353. Dạ bạch ngài, như vậy cái bài con đưa lên có đúng hay không? Dạ con có sai thì con sửa lại cái bài lưu của con. Dạ con kính nhân mít đến ngài. Dạ cảm ơn đạo tràng. Đây là bài 353, nhưng mà không hiểu sao trong cái vấn đề mà của ngài Giới Đức á thì nó chất quốc không có ăn nhầm gì vô cái bài này hết. Nói về chuyện của vị đạo sĩ Upaka, ta hàng phục tất cả, ta biết rõ tất cả, không có nhiễm pháp nào, ta từ bỏ tất cả, ái diệt tự giải thoát, đã từng thắng thì ta cần học việc gì? Đó là ngài Pháp Minh dịch như vậy. Nhưng mà cũng có để là Hòa Thượng Thích Minh Châu này nhé. Tam sao thất bổn, Như Lai ái dục. Rồi cái phần của ngài Giới Đức coi như để hoàng bên đi ha. Rồi chúng tôi căn cứ nơi duyên sự để làm sao cho nó đủ thời gian. Bây giờ sư Kim có ý kiến gì nói tiếp.
Con xin kính chào sư trí đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Con thấy có cái sách 300 câu 353 này thì sư giới đức có một câu nói giống vậy: mọi thí pháp thí vô song, hương thơm thù thắng chẳng đồng pháp hương, niềm vui pháp hỷ khó lường, ái diệt tối thượng khổ ương tặng liệt. Thường thì con thấy của sư giới đức á, những câu dịch ra con thấy có nhiều khi phức tạp, dài dòng quá, khó nhớ, thì là con ít khi nào đọc lắm. Nhưng mà trong sách của con cũng có, thì trong đức sách của con thì câu 353, pháp cú câu 353 này á, thì là sư giới đức nói vậy đó: mọi thí pháp thí vô song, hương thơm thù thánh chẳng đồng pháp hương, niềm vui pháp hỷ khó lường, ái diệt tối thượng khổ ương tặng lìa. Con thấy thượng Thích Minh Châu dịch thường là ngũ ngôn 5 thì cũng thấy ít mà cô động trong đó cũng tốt, nhưng mà cũng dễ nhớ hơn là dài dòng quá đó. Thì con ít đọc mấy cái câu dịch của sư giới đức lắm, nhiều khi con bị vô mê hùng trận đó, con sợ quá thôi con không đọc cho xong chuyện à. Dạ, con thấy trong sách con đề giống vậy đó, thì con có ý kiến như thôi. Dạ, con xin trả máy lại cho sư để sư nói về tích sự. Con xin cảm ơn và quý vị ạ. Biết rồi, nói mãi nói cái câu của ngài Hòa Thượng Giới Đức là Trúc Quốc không có ăn nhập gì vô cái câu Phật ngôn 353. Bây giờ chúng ta căn cứ về ngũ ngôn của ngài Hòa Thượng Minh Châu ha. Bởi vì trong sách của cô Kim và trong sách này á, thì cái đối diện của ngài Hòa Thượng Giới Đức á, không có ám chỉ về cái câu Phật ngôn này. Còn cái câu mà Xích Nhật Quỳnh đưa lên á, Như Lai hãy dục diệt rồi, suốt thông vạn pháp, sống đời thắng tri, thoát tất cả chẳng vướng gì, Như Lai ai sánh nói chi là thầy. Thì cái câu này thích hợp, nhưng mà trong cái cuốn sách kia thì không có. Thôi thì bây giờ chúng ta đi vào nội dung đi. Nghĩa là văn hoa, nghĩa là chữ nghĩa không diễn tả được cái nội dung, mà chúng ta chỉ cần biết cái nội dung này nói lên cái gì. Câu Phật ngôn 353 ám chỉ về du sĩ Upaka. Khi mà Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên, thì vị du sĩ Upaka này đến chùa Kỳ Viên đưa ra một câu hỏi là: cho ta gặp bạn của ta. Tại sao mà Upaka này gọi Đức Phật là bạn? Cái gì nó cũng có duyên sự hết á, có nhân và có quả hết á. Bởi vì sau khi mà chiến thắng Ma Vương, Đức Bồ Tát chứng quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì ngài an hưởng cái quả vị giải thoát này 49 ngày dưới gốc cây Bồ Đề, tức là trong 7 tuần lễ. Sau 49 ngày thì Đức Phật đi đến kinh thành Varanasi để tế độ cho 5 anh em Kiều Trần Trần Như ha, Khôn Đanh nhé. Lúc mà tiễn về cái Isipatana, tức là tại cái vườn Nai để chuyển thoát luôn, thì ngài đã đi bộ suốt 48 giờ tuần. Ngài đi bộ suốt 48 giờ tuần vì ngài thấy được cái duyên lành của vị du sĩ Upaka. Thường thường thì các chư Phật khi mà tế độ những người nào hữu duyên sử dụng thần thông ha, nhưng mà đây đi bộ 48 do tuần. Mà 48 do tuần thì quý vị biết rằng một do tuần 16 cây số, mà 48 do tuần mà đi bộ như vậy thì quý vị thấy ngất ngư không, rất là mệt mỏi. Nhưng mà khi mà đi bộ như vậy thì lại gặp một người du sĩ ngoại đạo tên là Upaka. Upaka trông thấy Đức Phật, chiêm ngưỡng cái pháp tướng, thấy lục căn thanh tịnh, màu da trong sáng như vàng ròng, tinh anh của bậc đạo sư,
nhìn sắc tướng như vậy quan hỷ quá mới nói rằng: này bạn, bạn xuất gia với ai? Ai là bậc đạo sư của bạn? Bạn quan hỷ với cái giáo pháp của vị nào? Thì gọi Đức Phật bằng bạn. Thì Đức Phật mới trả lời: này Upakka, Như Lai không có ai là thầy tế độ cả, hay là thầy y chỉ. Và Upakka đã khen ngợi bạn là người có tướng hảo quang minh, bạn là người có lục căn thanh tịnh, bạn xuất gia với ai, thầy của bạn là ai. Rồi khi mà Đức Phật trả lời như vậy thì Upakka gục gặt cái đầu rồi bỏ đi. Nhưng mà khi Upakka thất bại trên con đường tu tập, tức là Upakka hồi đó rất là đẹp trai, rất là đẹp trai, cũng ôm mình bác đi khất thực, đi tha phương cầu thực, du thủ, là một vị du tăng. Nhưng mà nhờ cái sự tu tập của mình, nhờ cái tướng hảo của mình cũng tương đối dễ coi, cho nên người ta đã tôn Upakka là một vị thánh, là một vị A-la-hán. Và y đã tu tập theo cái chí hướng của mình, chứ không theo tôn giáo của bậc đạo sư. Thì khi đến một ven rừng, được một người thợ săn cấp cho một cái tháo am, một cái cốc, thì Upakka ngủ tại đó để mà tu tập, và được người thợ săn đó hộ độ cho Phật thực sống qua ngày. Đời sống tu tập rất là an nhiên, tự tại, rất là thanh thoát. Một hôm người thời săn vì công việc phải đi vắng, nói với người con gái của mình: này con, cha phải đi vắng mấy hôm, con ở nhà lo để bát cho vị A-la-hán của chúng ta. Và hôm sau thì người con gái thay mặt cha ra để bát cung dường đến đạo sĩ Upakka. Vì đạo sĩ thường xuyên thấy bàn tay chai sần của người thầy săn, nhưng mà hôm nay thấy một cái bàn tay trắng muốt, ngay là trắng mà coi như những cái ngón tay, coi như tự nhiên cái tâm ái luyến phát sinh. Chỉ nhìn bàn tay thôi mà Upakka đã ôm cái bình bát đó về cái cốc của mình, ngồi nhìn vào trong những thức ăn, thấy cái bàn tay đã để vào Phật thực, và Upakka đã tương tư. Upakka đã là ngồi ôm bình bát suốt 7 ngày, không ăn không uống, đến nỗi cơm đồ ăn Phật thực trong đó thiêu. Nhưng mà vẫn ngồi ôm cái bình bát, mơ tưởng bàn tay, chứ chưa thấy mặt mơ tưởng cái bàn tay nõn nà, xinh đẹp của người thiếu nữ kia. Rồi 7 ngày sau, ông thầy sang đi công việc về, mơ hỏi gia đình: này con có cung dường đến vị A-la-hán của chúng ta hay không? Vị A-la-hán của chúng ta có được an vui hay không? Người con mới trả lời: thưa cha, vị A-la-hán khả kính của chúng ta chỉ có ôm mình bác đến đây khất thực có một ngày mà thôi, và 6 ngày còn lại không biết rằng vị A-la-hán của chúng ta bệnh hoạn sức khỏe như thế nào mà không thấy ôm mình bác đến đây khất thực nữa. Ông thầy sang có một tín tâm đối với đạo sĩ Upakka, cho nên lập đập chạy đến chỗ cốc của cái vị đạo sĩ đó để coi sức khỏe thế nào, mà 6 ngày qua không ôm bình bát đi khất thực. Khi đến thì thấy sự tiều tụy, sự hốc hác, sự mệt mỏi của đạo sĩ Upakka, tay vẫn ôm mình bát,
của người thẫn thờ, nghe là bỏi hoải, mệt mỏi. Thì ông Đại Sằng mới hỏi, này bậc A La Hán của chúng tôi, ngài vì sao, vì sao mà như thế này? Tại sao một vật thực thiêu thối thế này mà vẫn còn ôm trên tay? Khi mà thấy ông đạo sĩ, ông Thầy Sang đến hỏi như vậy, thì đạo sĩ Upaka mới nói rằng, này ông Thầy Sang, tôi mà không lấy được con gái của ông thì tôi sẽ chết. Khi nghe nói như vậy thì ông Thầy Sang hiểu ra được, vì con gái của ta ra để bác cho vị đạo sĩ này, mà vị đạo sĩ này đã nhìn thấy để rồi tương tư. Bây giờ có nghĩ rằng, nếu không lấy được con gái của ông thì ta sẽ chết, vậy thì làm sao lấy? Mới hỏi đạo sĩ Upaka, ngài có biết được cái nghề nghiệp gì để mà nuôi con gái của tôi hay không? Đạo sĩ Upaka nói là, từ nhỏ đến lớn chỉ biết tu tập thôi, mà bây giờ đâu có biết nghề nghiệp gì. Thì ông Thầy Sang đang băn khoăn suy nghĩ, thì đạo sĩ Upaka nói rằng, thì tôi theo ông làm những cái việc mà ông sai bảo. Tức là ông Thầy Sang đi săn thì tôi sẽ xách cung xách nỏ đi, đi bắt thú, hoặc là đi làm những cái việc mà thích hợp đối với ông. Thì ông Thầy Sang này, với cái tâm cũng quan hỷ, nghĩ rằng nếu mà mình không tế độ, mình không giúp đỡ cho chàng thanh niên này thì chàng ta chết. Nửa đường giải gánh mà tu tập mà tương tư chết kiểu này thì mình mang tiếng. Thì thôi, ông ta cũng động lòng và gả người con gái cho đạo sĩ Upaka. Và cô nàng này có tên là Chapa. Rồi về sống một đời sống cư sĩ, suốt ngày đi theo ông già để đi, khi mà ông già bắn được con thú nào thì lượm được khiên rồi bát đem về, hoặc là làm những cái việc mà ông già sai khiến, làm tên hoặc là mài giáo mát rồi vân vân, để cái nghề săn bắn của mình được tốt đẹp, hoặc là bảo đem những con thú này ra chợ bán vân vân. Thì hai vợ chồng sống với nhau cũng hạnh phúc. Nhưng mà khi sanh đứa con đầu lòng, khi sanh đứa con đầu lòng sinh ra, thì đứa con mới khóc lóc la hét rồi gì đó. Thì người vợ mới ẵm con, mới ru con cho nó nín, thì mới đem những cái sự việc mà người chồng của mình chẳng có biết nghề ngỗng gì, suốt ngày đi lượm thú, đi mài giáo mát cung tên, rồi đi đem thú ra ngoài chợ bán, rồi cô ta những cái sự việc mà chồng của mình làm thường xuyên như vậy, kết tập lại thành ra một bài ca để chế giễu, để chọc ghẹo người chồng, và hát lên cho đứa con nghe. Thì người chồng này khi nghe vợ hát mà chéo cợt mình, bỡn cợt mình, chế giễu mình, thì từ ái phát sanh lên. Lúc trước bà tu thì ai cũng cung kính, có vẻ coi như tôn trọng ta. Nhưng mà bây giờ ta hết tu rồi, bây giờ sống đời sống cư sĩ chẳng có nghề ngỗng gì, vì khi dễ nhất là người vợ, nó trêu chọc ta, nó bêu riếu ta, để cho con của ta được nghe như vậy thì nhục nhã quá. Rồi Upaka mới nói với vợ, thôi đừng có bỡn cợt ta nữa,
Người nghĩ rằng ta nương nhờ trong gia đình này sống qua ngày để có miếng ăn à, nhưng mà ta còn có một người bạn của ta nữa, ta sẽ bỏ nhà này, ta ra đi, ta không cần các ngươi nữa. Và thế là Upaka nhớ lại cái cuộc gặp gỡ đầu tiên khi gặp Đức Phật. Và Upaka đã đi đến chùa Kỳ Viên, bực tức quá vì vợ khi dễ quá, cho nên đến chùa Kỳ Viên. Và khi đến chùa Kỳ Viên thì Đức Phật đã bảo với Di Tăng, nếu có ai gọi Như Lai là bạn thì khi để cho người đó vào gặp Như Lai. Bởi vì duyên lành của Upaka đã tới, Đức Phật biết là như vậy. Cho nên thì Upaka đi chùa Kỳ Viên nói rằng cho ta gặp bạn của ta à, thì các vị tỳ kheo đó đưa Upaka đến gặp Đức Phật. Và trong cái sự nương nhờ, bởi vì Đức Phật là người bạn duy nhất nương nhờ đến Đức Phật, Đức Phật Ngài đã theo tuần tự pháp thuyết giảng, và tâm của Upaka đã an trú vào quá vị A-la-hán. À, quý vị thấy rằng đây là một cái nhân duyên à, chỉ có khen tướng hảo của Đức Phật và khen à, bạn là người coi như à, có kết quả như vậy thì hãy an hưởng quá vị đó đi. Có nghĩa rằng mong rằng à, bạn sẽ là người tốt đẹp như vậy. À, trước khi đi, Upaka đã nói như vậy. Và cái nhân duyên gặp nhau thuở ban đầu, để rồi cái kết quả à, khi mà hụt khẩn, khi mà không có được một cái sự nương nhờ tốt đẹp thì hướng về Đức à, và đến gặp với Đức Phật à, đã có được một kết quả như vậy. Cho nên trong câu Phật ngôn này, giữa đường gặp Phật hỏi đôi câu, nghe đáp làm thinh lúc lắc đầu, le lưỡi bỏ đi vào lối nhỏ, vì chưa đạt thấu lý câu sâu. Upaka tuy là người hữu duyên, nhưng thời chưa đến phải trì duyên, về sau mới được theo cùng Phật. À, nhã có phần ngộ trước tiên à, như vậy thì qua câu Phật ngôn này chúng ta thấy rằng đó cũng là một điều mà hữu duyên thiên lý năng thiên ngộ. Đức Phật đi 48 do tuần để nói lên những lời gieo vào đầu óc của Upaka, những cái lời nói mà Upaka chính lúc đó thì chưa giác ngộ, nhưng mà khi đụng chuyện rồi mới nhớ lại à, trong thời gian gặp gũi phút giây ngắn ngủi người bạn của mình và để nương nhờ người bạn của mình, nhưng mà không ngờ đó là Đức Phật. Rồi quý vị thấy câu Phật ngôn này hấp dẫn là như vậy đó. Cho nên những chúng ta hiểu cái nội dung à, chứ còn trong cái những cái lời lẽ, trong những cái tự vận á à, nó không có mô tả được hết ý, mà cái nội dung này mô tả một cách rõ ràng à, để cho chúng ta thấy cái câu chuyện Upaka này, vị đạo sĩ mắt đen này được ngài Hòa Thượng Ngài Giới Đức à, viết ra một tiểu phẩm rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời à, thì chúng tôi cũng hữu duyên à, với cái tiểu phẩm đó, cho nên đã trình bày một cách rộng rãi để cho quý vị thấy rằng à, chúng ta chỉ nói đôi câu ha, nhưng mà thật sự ra là có duyên trong đó. Cũng như gặp nhau ở đây chúng ta cũng có duyên chứ không phải là vô duyên à, do cái duyên này để rồi tương lai cái quả như thế nào đó thì đó là cái nghiệp bất khả tư nghị. Thời gian cũng đã trôi qua, với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được an vui, tiến hóa,
Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh vô thí và tâm thiền, xin vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn kính chúng hộ trì đến tăng ni và tiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê na sa chê quá chê na sô tê vô hô tu sa bà đà. Do lời chân thật này, cái nhân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Xin mời sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Hello. Video cô dân biết rằng.